Không biết là video này thì có bị lên quá là muộn không, nhưng mà hy vọng đây là một trong những video lên kịp trước Tết để dành cho các bạn nào đang có cái thắc mắc rằng Tết này thì dùng gì. Và ngày hôm nay thì mình sẽ recommend cho các bạn 5 chai nước hoa mà mình đã chuẩn bị ở đây để đón Tết. Và đây đều là những cái mùi hương khá đặc biệt. Cũng có một vài chai thì mình đã làm rồi, nhưng mà bên cạnh đó thì có những cái chai nó cũng ít khi xuất hiện hơn, nên là các bạn cũng hoàn toàn có thể tham khảo xem mình phù hợp với những cái mùi hương nào, và các bạn có thể lựa chọn cho nó là một trong những cái mùi hương các bạn mặc vào Tết năm 2023 nhá. Ở vị trí đầu tiên, cái tên mà mình muốn nhắc tới đó chính là Asho của Parfumum Roma. Đây, các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy em nó. Đó. Asho này thì trong cái line của nhà Parfumum Roma thì trước đây mình đã review một con, đó chính là con Sorriso, một trong những cái mùi hương mà mình khá là thích. Nhưng mà chỉ tiếc rằng là đi phỏng vấn ở đường thì Sorriso không thắng được Black Phantom, khá là tiếc. Và ngày hôm nay cũng là một đại diện đến từ nhà Parfumum Roma, đó chính là Asho. Đây có thể nói rằng là một trong những cái mùi hương gỗ thông làm khá là chân thật. Nếu như những bạn nào đang có cái xu hướng rằng Tết này tôi sẽ đi du lịch ở Đà Lạt, hay là các bạn sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, thì cái việc mà các bạn trải nghiệm bầu không khí ở đó vào những cái ngày Tết, những cái ngày mà nó sẽ mang cái cảm giác hơi buồn man mác tại vì ai cũng về với gia đình, thì Đà Lạt là một cái nơi mà mình cũng rất thích đến. Nếu như mình thu xếp được thì cũng cố gắng là năm nay xem là book vé để đi Đà Lạt vào đúng dịp Tết, để đón giao thừa ở một cái nơi nó khác với những cái hàng năm. Và Asho này thì khi các bạn xịt ra, các bạn sẽ cảm nhận thấy rằng là một cái mùi gỗ thông, và các bạn nhận thấy cái nét đắng đắng xanh xanh rất là rõ. Cái nét đắng này nó giống như kiểu là các bạn đang bứt những cái tán lá kim xuống. Nó cũng có phần hơi giống con Santo Majusco của Socoluton, nhưng mà ở đây thì nó chân thật hơn khá là nhiều. Và đặc biệt là cái nét xanh nó xuất hiện rất là rõ cùng với cái nét đắng. Và lúc này ấy, nếu như các bạn ngửi kỹ, các bạn nhận thấy là một cái mùi gỗ lên. Cái gỗ này thì các bạn cũng có thể hình dung dễ hơn bằng cái cách là các bạn kiểu bứt những cái tán lá kim, những cái cành ra, xong rồi các bạn hơ hơ tí lửa dưới để nó bắt đầu nó hơi bén lên, thì nó sẽ cháy, có một cái khói bốc lên. Cái khói này nó không phải là cái kiểu khói mà vừa mới ra kiểu bùng lên, mà cái khói này là cái khói nó rất là nhẹ nhàng, nó kiểu vừa mới bén vào thôi. Ngửi nó khá là dễ chịu và nó có một cái độ ấm trong cái mùi hương này. Và dry down của mùi hương này thì nó giống như kiểu là những cái thân gỗ mà các bạn đã chặt về để các bạn nhóm lửa vào những cái nhà gỗ ở trong rừng ấy. Thì những cái thân gỗ này thì lúc mà các bạn chặt ra thì thứ nhất là nó sẽ không còn cái mùi xanh ở ban đầu nữa, nhưng các bạn nhận thấy là cái mùi gỗ ấm rất đặc trưng, cũng như là có một chút cái vị ngọt ở đằng sau, cái ngọt từ nhựa mà những cái loại cây nó chảy ra. Thì ngửi con này ở đầu vòi thì đúng mùi gỗ thông luôn, rất là điển hình. Và em này thì thực sự là ngửi nó cảm giác đúng kiểu lên Đà Lạt chơi vậy. Nên là với một trong những lựa chọn vào dịp Tết thì các bạn cũng thể lựa chọn em này. Đặc biệt là các bạn cũng thể mua để dự trữ vào Noel, hoặc là các bạn ra Tết các bạn đi chơi Đà Lạt. Thì đây là một trong những cái mùi hương mà mình rất rất thích. Và cái phong cách thì nó cũng có phần hơi gọi là hơi trầm một tí. Tại vì Đà Lạt thì mình thấy rằng là cũng không dành cho những bạn trẻ. Nếu mà chúng ta đi theo cái kiểu cảm hứng, đi theo kiểu trend thì nó không nói nhá. Nhưng mà với những người như mình, năm nào mình cũng đi Đà Lạt, thì Đà Lạt với mình nó là một cái nơi để là một cái điểm lắng, một cái nốt nhạc trầm trong cả một cái bản nhạc vậy. Thay vì cả một năm cứ xô bồ ồn ào, thì đây lại là một cái khoảng thời gian mà mình trầm hơn. Là với mình thì Asho nó cũng phải dành cho các bạn tầm ngoài 23 tuổi, unisex, nhưng mà có phần hơi nghiêng nam, hơi cứng cỏi một tí. Và mùi hương nó cũng rất là gần gũi và dễ chịu. Cứ hình dung ra những cái hình ảnh mà tôi vừa recommend, bám tỏa cũng rất là ốt nữa. Ở vị trí số 2 đó chính là Dum Rosa, một trong những cái mùi hương mà mình đã recommend và cũng đã review ở trong cái list nước hoa mà mình thích năm ngoái hay sao ấy, mình không nhớ rõ lắm. Thì nói thật là đến Tết mà chúng ta không có một chút gì đó rượu, không có cái màu đỏ của sự may mắn, không có cành đào, không có cây quất, và đặc biệt là một chút rượu vang và hoặc là rượu champagne để bật ly chúc mừng năm mới, nghe những cái bản nhạc Happy New Year, thì nó là một sự thiếu sót. Và mặc dù đây là một trong những chai nước hoa mà mình đánh giá là sẽ tốt nhất vào mùa hè, nhưng mà với những cái dịp đặc biệt thì các bạn cũng hoàn toàn có thể mặc Dumosa lên người.
Mùi hương này thì khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy đúng như là các bạn đang bật một cái ly champagne vậy. À, một cái chai champagne của các bạn đổ ra ly vậy. Các bạn nhận thấy cái nét sủi bọt rất là rõ rệt. Đây, mình có thể xịt ngay lập tức để tận hưởng cái cảm giác này. Tại vì cái thời điểm quay video này nó cũng sắp Tết rồi. Đấy, đúng một cái ly champagne mà các bạn nhận thấy một cái mùi rất là mềm mại đến từ hoa hồng, một mùi một cái bông hoa hồng được ướp đá vậy. Mình hay nói vui rằng là đây là một cái hình ảnh, đó là một cái ly champagne ngâm trong đá và ở trên thì người ta để một vài cái bông hoa hồng đỏ, kiểu đỏ 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 nhung luôn. Nó rất là dễ hình dung. Mùi hương này nếu mà ông nào mà chưa uống champagne ấy thì các ông cũng có thể hình dung ra cái mùi bia, mùi bọt bia mà các bạn có thể hình dung kiểu mùi lên men đó. Và cái mùi hương này thì thực sự là nó không thể thiếu vào những ngày Tết. Mình cũng đã từng xịt cái mùi hương này vào những cái dịp đặc biệt và mình cũng đã cho một vài người bạn của mình ngửi và bạn bảo là ui, Tết mà thiếu cái mùi hương này thì thực sự là nó không phải là Tết. Nên là với mình, Dumrosa là một trong những lựa chọn mà các bạn có thể xịt vào ngày 30 hoặc là ngày mùng 1 Tết. Đặc biệt là vừa mới sang năm mới phát các bạn xịt thì ui dồi, đúng nhiều, bật ly champagne, pum pum pum. Về sau thì mùi hồng lên rất mềm mại, cũng như cái nét sủi bọt nó bớt hơn. Nhưng mà thực sự đây là một cái mùi hương mà ngửi nó bừng sáng. Xong rồi các bạn sẽ nhận thấy rằng là mùi nó rất là hạnh phúc, nó rất là tươi mới. Cảm giác những cái gì nó đẹp đẽ nhất vào đầu năm mới mà người ta muốn đón nhận thì Dumrosa nó sẽ thể hiện hết cho các bạn. Em này có một cái điều là nó lưu hương hơi hều một tí thôi, nhưng mà vào những cái dịp đặc biệt thì thiếu em này nó là một cái điều thiếu sót. Ở vị trí số 3 đó chính là Santo Majusco của Sokoluthong. Em này thì cũng mới review gần đây thôi, các bạn có thể hoàn toàn tìm lại ở trên kênh của mình, hoặc là mình có thể đưa cho các bạn cái đường link dẫn ở đâu đó ở trên này. Với mình thì mình có review rằng đây là một cái mùi mà chúng ta đi du lịch trái mùa nó có cảm giác hơi buồn buồn. Đây có lẽ sẽ là một trong những cái mùi hương mà dành cho những bạn nào có một cái Tết nó xa nhà, hoặc là các bạn kiểu đi du lịch nhưng mà nó đến những cái nơi mà nó không tấp nập, không đông vui như các bạn tưởng, các bạn cảm giác nó hơi hụt hẫng một tí. Thì cái mùi hương này các bạn có thể xem lại cái video đó mình đã review rất chi tiết. Và đặc biệt là ngài cũng có một vài bạn chia sẻ cái cảm nhận về cái mùi hương này ở cái phần bình luận phía dưới, rất là hay. Và các bạn ấy cũng, mình cũng có nhớ một cái bình luận của bạn Nam. Bạn ấy có review về mùi hương này, bạn bảo là đây là một cái mùi mà bạn ấy xịt và bạn nhận được rất nhiều lời khen của các bạn nữ. Thì là bạn nào mà có đang tò mò về em này, các bạn hãy cứ đọc bình luận, tại vì mình duyệt tất cả những cái bình luận, dù kể cả có là tiêu cực hay là có những cái từ nó hơi nhạy cảm một tí, nhưng mà mình cũng đều duyệt lên hết để cho mọi người có một cái nhìn khách quan. Thì Santo Majusco của Sokoluthong là một chai nước hoa xứng đáng phải có trong Tết, nhưng mà là một cái Tết buồn. Ở vị trí số 4 ngày hôm nay đó chính là Gong Xoa của nhà MFK. Ở trên tay mình thì chai nào này nó thật là chỉ còn xíu 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 thôi, không quá nhiều. Đây các bạn có thể hoàn toàn nhìn thấy tí tí, chai này nó thật là mình đi mượn. Mình cũng rất thích mua Gong Xoa, nhưng mà tại vì cá nhân mình thì mình thích sưu tập chai 70ml hơn, chứ mình không thích mua cái chai to nha, tại vì bầy nó rất là xấu mà lại còn chật. Cái kệ của mình cũng là một trong những cái khá là hạn chế rồi, mà bây giờ bầy những chai to này mà mua gốc như này mà nhiều khi xịt cũng không hết. Thì Gong Xoa của Maison Francis Coujon thì nằm trong một cái bộ sưu tập gồm có hai mùi hương. Và cái mùi hương đó nữa mà các bạn có thể xịt từ mùa hè cũng như các bạn hoàn toàn có thể tham khảo được, đó là Petit Martin. Đây là một cái mùi hương mà trong bộ sưu tập của nó thì Petit Martin là một cái buổi sáng ở Paris, khi mà ông Francis Coujon ông ấy có đi bộ ở trên những cái tuyến phố và tận hưởng một cái bầu không khí rất là trong lành, rồi nắng nhẹ và có những cái tán lá cũng như là cái ánh nắng nó xuyên qua đấy, rất là đẹp, một cái buổi sáng rất là thanh bình, nhẹ nhàng. Còn đối với Gong Xoa này thì nó lại được dịch ra là Gong là lớn và Xoa thì đó là buổi tối, nhưng mà tôi có xem thì tôi nghĩ rằng là dịch ra là đêm, à buổi tối huy hoàng nó sẽ đẹp hơn. Gong Xoa này nó là một cái bay mùi ngọt mà khi mà các bạn xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là nó có một cái chút gì đó hơi bột của vani, rồi một cái chút gì đó hơi ẩm ẩm, nhẹ nhẹ. Nó cũng có thể làm bạn liên tưởng một chút gì đó để Annie, nhưng mà không quá ngọt. Và cái mùi hương ở đây, ở Gong Xoa thì nó được làm khá là sáng. Gong Xoa là một trong những cái mùi hương amber đỉnh cao của nhà Maison Francis Coujon, và cũng là một trong những chai nước hoa làm nốt hương amber
có thể nói ở phân khúc loanh quanh tầm 4-5 triệu nó xứng đáng là những chai top đầu luôn. Và một chút chia sẻ nữa về Amber, đó là Amber không phải là hổ phách. Mình cũng đã có một vài video nói về cái nguyên liệu Amber rồi. Amber nó là một tổ hợp mùi hương gồm labdanum, benzoin, tóm lại là những cái nốt hương ngọt để sử dụng làm nên cái một cái mùi hương ngọt ngào và ấm áp. Và khi mà ngửi cái gong xoa này, các bạn nhận thấy một chút của vani nhưng mà không quá ngọt, không quá bệt, cũng như là nó không bị quá là bay như là con Vanilla Madagascar của Pharmacia. Và ở gong xoa này mọi thứ nó được làm rất tròn trịa, sáng đủ. Và nếu như mà các bạn xem cái video mà ông Francis Cujong này, ông ấy có làm với con gong xoa, nó là một cái buổi tối ở Paris rất là tráng lệ, rất là nhiều đèn. Ngửi em này nó cũng có cái cảm giác nó hơi hoài cổ, nó hơi cổ điển, nó như kiểu kiến trúc ở Pháp vậy. Và lúc này thì ông ấy sải bước trên những cái cây cầu, ở đó nó có những cái ánh đèn nho nhỏ mà mình thấy rằng là kiểu nó làm rất hợp lý. Tại vì những cái cánh đèn nhỏ này nó có một cái màu vàng ấm ấm mà chỉ ở xung quanh, có nghĩa là ở dưới cái chân đèn thì người ta mới tỏa sáng, còn đi ra khoảng cái đấy thì nó lại là một cái màu tối hơn. Và nó cứ cách đoạn nó lại phân như vậy. Thì với gong xoa này mình thấy rằng tại sao nó lại giống đèn, tại vì nó có một cái độ tỏa hương khá là nhẹ ở trên da mình, mặc dù đó là bay mùi ngọt. Thì có một cái điều là thường những bay ngọt nó sẽ tỏa rất tốt, nhưng mà với gong xoa nó lại là một câu chuyện khác. Các bạn phải thực sự gần nhau, nó như kiểu là các bạn là một cái cây đèn và mọi người xung quanh phải đứng dưới cái ánh đèn đó, mọi người mới có thể cảm nhận ánh sáng cũng như là cảm nhận mùi hương của bạn. Còn nếu mà các bạn đứng xa ra thì nó lại không đủ để cho người khác ngửi thấy. Nên là với mình thì gong xoa nó mang tới một cái mùi hương mà nó sẽ tạo cái cảm giác hạnh phúc. Tại vì với những cái bay mùi ngọt nó sẽ tạo ra một cái dopamine hạnh phúc. Và khi các bạn xịt cái mùi hương này, các bạn gọi là ăn tối những ngày mùng 1, mùng 2 với gia đình, thì gong xoa cũng là một trong những cái mùi hương hoàn toàn hợp lý để có thể xịt được. Nó không quá xa cách hay là nó không kiểu quá ngọt mà làm khó chịu người khác. Mà gong xoa ở đây thực sự rằng nó là một trong những cái lựa chọn quá là đỉnh cao. Mình đã rất muốn nói nhiều lần về gong xoa này. Thứ hai, với mình thì 540 không phải là một trong những cái mùi hương quá tốt của nhà MFK, đặc biệt là nó lại còn bị kiểu hot quá ở thị trường Việt Nam nữa. Mà gong xoa này là một trong những cái mùi hương xứng đáng phải mua. Nhà này có một con Apula xoa nữa, nhưng mà với mình thì mình nghĩ là gong xoa nó sẽ phù hợp với số đông nhiều hơn. Với nhà này thì cái line út có con MFK út, ở line này thì có con gong xoa Petit Martin thì bạn cũng có thể xịt được vào những cái ngày mùa hè, nhưng mà nó bám cũng hơi kém. Nhưng mà với gong xoa thì nó thật là tôi đã để dành em này đến tận mùa Tết để tôi làm video, chứ tôi không cho vào lít nước hoa mùa đông. Với cái mùi hương này thì mình cũng thấy rằng là vì Tết nó không dài nên là các bạn cũng chỉ xài vào những cái dịp nó đặc biệt như là dịp Tết hay là những ngày sát Tết để đi chơi thôi. Còn nếu mà các bạn quay hàng ngày thì đôi khi cái nét ngọt của gong xoa nó sẽ làm bạn hơi ngấy một tí. Còn vào Tết thì các bạn được quyền kiểu thỏa mãn bản thân hơn thì hoàn toàn có thể thử nghiệm qua gong xoa của MFK. Và ở vị trí cuối cùng đó chính là một sản phẩm đến từ nhà Jovoy, đó là Incident Diplomatique. Tôi cũng không biết đọc như thế nào. Tí nữa tôi sẽ quay và tôi sẽ để nhờ QM Edit để cái tên ở phía dưới cho các bạn. Và đây có lẽ là một trong những cái mùi hương mà dành cho những bạn nam nào chắc là có lẽ là tầm 27 hoặc là 30 tuổi, các bạn đã có gia đình. Mùi hương này khi các bạn xịt ra, các bạn đã nhận thấy một cái mùi xanh xanh rất nhẹ thôi. Mọi thứ ban đầu nó cực kỳ nhẹ nhàng, mà cảm giác là các bạn không có cảm giác như kiểu là vừa mới xịt những cái nốt gọi là nồng nặc cồn ra mà cần một khoảng thời gian để bay đi. Không, riêng bé này các bạn chỉ cần xịt ra một phát, các bạn có thể đưa lên mũi, ngửi ngay. Một cái mùi xanh, xong rồi đắng đắng, rồi cũng có cái nét đất ẩm. Tất cả những con ở đây thì mình thấy đều có cái vai mở đầu như nhau. Nhưng mà ở con này các bạn nhận thấy một cái mùi ngọt của cam bao trùm lên tất cả. Nó làm cho cái mùi hương nó dịu nhẹ ngay ban đầu và làm cho các bạn khá là thích. Sau khoảng tầm 15 phút ấy, thì mình tin rằng các bạn cần mang cái mùi hương này cho ai ngửi. Đặc biệt là những cái ngày Tết, ngày sát Tết ấy, người ta cũng sẽ kiểu ồ, mùi này sao lại sao nó có thể dễ chịu đến như vậy. Đây là một cái mùi hương ấy mà mình đảm bảo rằng bạn sẽ chả bao giờ phải chê nó tại vì là nó khó ngửi hay là kiểu vì nó quá ngọt.
đây là một cái mùi hương mà nó như kiểu là điều tất nhiên vậy, là phải xảy ra ấy. Và cái nét này ấy, nó làm mình có liên tưởng tới cái cảm giác những cái chiều mùng 2, mùng 3 Tết. Lúc đấy các bạn không phải kiểu vội vàng để sang nhà các bác, sang bên họ nội, sang bên họ ngoại để chúc Tết nữa, mà những cái chiều này các bạn có thể gọi là đi chơi cùng với gia đình, đi ăn trưa xong các bạn ra một cái quán cà phê, các bạn ngồi thảnh thơi nhìn ngắm phố phường Hà Nội hay là phố phường Sài Gòn vào những ngày này thì nó rất là thanh bình. Đặc biệt là cái cảm giác nếu như bạn nào ở Hà Nội mà các bạn đi vào những cái ngày mà mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, các bạn uống cà phê, các bạn cảm thấy là nó rất nhẹ nhàng, yên bình. Và lúc ấy kiểu Hà Nội mới thực sự là Hà Nội. Hà Nội khoác lên mình một cái chiếc áo mà có lẽ rằng là đã dành cả năm và chỉ đợi cái thời điểm thích hợp nhất để khoe với những người sống ở Hà Nội với nhau thôi. Đây là một cái điều mà mình nhận thấy là nếu như các bạn có dịp thì các bạn hãy trải nghiệm cái cảm giác là đi uống cà phê vào mùng 1 hoặc mùng 2, nó sẽ rất là đặc biệt. Về sau thì cái mùi hương Incident của Jovoy nó sẽ lên hai nét hương, đó là Vetiver cũng như là Patchouli. Hai cái này thì nó quyện vào nhau, nó làm khá là nhuần nhuyễn. Và các bạn đã nhận thấy rằng là Vetiver nó không quá là khô khốc, hoác hương nó cũng không quá là bị đất. Tất cả mọi thứ nó bổ trợ cho nhau và trên một cái nền hơi kiểu creamy, kem kem một tí. Và đây là một cái điều mà mình thấy rằng là nó làm xuyên suốt, là một trong những cái mùi hương dễ ngửi ngay ban đầu, các bạn sẽ dễ dàng yêu dù nó có biến chuyển như thế nào chăng nữa. Thì Incident của Jovoy là một trong những cái lựa chọn mà có lẽ rằng là 27 tuổi các bạn mua tặng bố, các bạn mua tặng anh hoặc là chính bản thân các bạn mặc nếu như các bạn đã có gia đình rồi. Mùi hương này nó làm mình nhớ tới cái cảm giác khi mà ngày bé mình được các bác, tại vì thực ra bố mình mất khá sớm nên là mình không có cảm nhận là kiểu đi đón Tết cùng một người đàn ông lớn tuổi đó. Nên là mình thấy rằng là những cái ngày Tết mà ngày xưa bé mình được các chú các bác dẫn đi chơi thì đây sẽ là những cái chú những bác kiểu mặc những cái bộ vest ve bản to này, xong rồi có một cái thân hình nó khá là kiểu vững chãi, kiểu bệ vệ, và cái cảm giác kiểu một người đàn ông rất là trưởng thành, điềm đạm. Và đây là một cái mùi mà chỉ khi nào các bạn nắm tay chú ý để chú ý dẫn đi, hoặc là các bạn kiểu được chú ý bế lên vào những ngày Tết và ôi nhẹ quá, nhẹ quá. Tôi rất nhớ cái cảm giác đấy ngày bé, cái cảm giác mà kiểu mọi người bế mình lên mà ôi ngày lớn nhỏ đấy nọ kia, ôi bé tí. Thì có những cái mùi hương của những người đàn ông, và đặc biệt là kết hợp thêm những cái mùi nhang khói một chút nữa vào những cái ngày Tết mà các bạn thắp hương nữa, nó sẽ tạo ra một cái mùi cực kỳ Tết, cực kỳ riêng biệt. Thì cái mùi Incident của Jovoy này nó làm cho mình liên tưởng tới một cái hình ảnh của tuổi thơ như vậy. Nếu như các bạn lo lắng rằng Vetiver là một trong những cái mùi hardcore thì mình đảm bảo với các bạn rằng Jovoy Incident chắc chắn là một trong những cái lựa chọn mà các bạn có thể thử sức với một cái mùi hương chủ đạo là Vetiver nhưng được làm hướng creamy, rất dễ chịu. À, bạn này cũng có thể xịt vào hàng ngày đi làm, mùa đông lẫn mùa hè các bạn đều có thể xịt được, tại vì độ tỏa của nó gần như là rất là nhẹ ở trên da. Con này thì tôi trên da tôi được khoảng tầm 5 tiếng, tôi hơi buồn, nhưng mà trên da của chủ em này thì nó được tầm 10 tiếng. Và là da của anh nhân phẩm nên em thấy mọi người chả ai chê con này lưu kém cả, chỉ có mỗi mình anh chê lưu kém thôi, nên là da anh nó bị kém chứ không phải là do mùi hương nó kém. Tôi cũng hơi buồn, mặc dù tôi rất thích cái mùi hương này. Chai thì trông cũng khá là hầm hố, nhà này có khá là nhiều con như Remember biết các kiểu. Và đây là một trong những cái mùi hương mình nghĩ rằng là dành cho bạn nào, của bạn nam nào có gia đình rồi. Mùi này thì không dành cho nữ lắm, nhưng mà các bạn có thể thử nghiệm qua. Mình cũng đã nói khá là nhiều trên những cái buổi live stream trên TikTok rồi, các bạn hoàn toàn có thể tìm qua cái nơi mình đặt link ở phía dưới. Không biết là nó có bán full không, nhưng mà chiết chắc là có đấy, tại vì đây là chai full mà. Và vừa rồi đó là cái gợi ý về 5 mùi hương mà tôi nghĩ rằng phù hợp với concept Tết trong năm nay. Mặc dù là tôi cũng khá là bận nhưng mà tôi cũng cố gắng dành thời gian để viết và quay được, hy vọng là lên kịp. Và đây cũng đều là những cái mùi hương rất là khó để có thể cảm nhận. Và nếu như các bạn thấy một phần nào đó cái mùi hương này trong những cái list này nó phù hợp với cái gu của bạn thì hãy cứ mua chiết thôi, đừng mua full vội, tại vì những chai nước hoa ở đây nó đều không rẻ. Có họa trăng thì là Doom Rosa và Gong Xoa của MFK cũng như là Incident này có thể ngửi được. Còn hai con kia mình nghĩ là chúng ta nên cân nhắc một xíu nha.
Và nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên việc like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Và chúc các bạn có một cái Tết thật đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc và nhiều sức khỏe bên gia đình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại, tạm biệt năm 2022.